Xin chào các bạn. Hiện tại mình trên tay mình đang cầm là cái mặt kính của con Redmi 3. Này sản phẩm mới ra của Apple. Thì hiện tại cái mặt kính này bên mình đang có sẵn hàng nè. Các bạn mà trong quá trình xài mà có lỡ làm rớt cái bãi cắn mặt kính, bãi mặt kính đó, thì các bạn có thể tới mình thay. Thì thời gian thay mặt kính con này tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện tới mình cửa hàng dịch thay trực tiếp á, thì mình có thể mình bán đem về mà bạn nhờ thợ nó thay. Này là mặt kính zin nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.